chào cô chú, bà con, anh chị nghe. Ngày hôm nay thì Thắng đang đi miền Trung, bây giờ thì tới khu vực của tỉnh Đồng Nai rồi, đang vô bản thành phố Long Khánh, thành phố mới của tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay Thắng sẽ đi dọc miền Trung ha, trong trong ngày này nè, chắc giao được thêm 3 điểm nữa của tỉnh Bình Thuận là Vương Quốc của cây thanh long, cũng đặt cây trái luôn, đi với em trai, đẹp trai dễ thương, đó, hai anh em đi. Thì đi cũng sớm ấy cô chú, sáng giờ giao ở dòng trong Đồng Nai với lại Hóc Môn, bây giờ tiếp tục đi hành trình. Thì bà con cô chú ta sẽ cùng với Thắng và em Kiệt xem cái tour giao cây này như thế nào, có cái gì vui hay không thì cũng quay lại cho bà con chúng ta biết ha. Đã bắt đầu nhà chúng ta cùng với Thắng đi hành trình giao cây miền Trung. Bắt đầu Thắng sẽ vào giao cây cho ông anh. Đường vào rất là thơ mộng luôn cô chú. Mình thấy hai bên có thanh long ha, có những chú bò, tuy đường hơi xấu. Bắt đầu vào Thắng khúc này tính không có quay, nhưng mà nhìn thấy vườn quá đẹp, quay cho bà con chúng ta xem. Đây là anh chủ vườn ạ, vô cùng nhiệt tình luôn, hướng dẫn Thắng từng chi tiết. Cái cây này là có khắc tượng mẹ Quan Âm á, khắc thẳng vào trong thân cây sống luôn, nên Thắng tính quay gần bà con chúng ta xem. Thì bắt đầu anh sẽ đưa Thắng đi tham quan vườn. Hôm nay thì Thắng giao cũng ít nè, có ổi ruby á, mà cây bứng á. Đây cũng là một cái cây mà khắc vào thẳng trong thân đó bà con. Đó là tượng Phật Di Lặc và các bạn nhỏ. Thì chỉ trong tương lai thì ở giữa đó sẽ là có tượng mẹ Quan Âm lớn. Ở đây là tượng Quan Công, cũng được khắc thẳng vào trong cái cây sống luôn. Đó bà con ta thấy ha, rất là sắc nét, kỹ thuật cao. Cây quý thì rất là nhiều, món này tập trung ở nhiều tỉnh thành thì anh mua về để lập lên khu vườn. Mới 2019 đây thôi, cũng gần 3 năm, nhưng mà hầu như là nhiều cây quý trong đây. Có nhiều loại cây thì Thắng cũng không biết nữa cô chú ơi, nên quay sơ sơ cho cô chúng ta xem thôi. Ở khu vườn này thì ở tỉnh Bình Thuận ha bà con. Bên này cũng có một cây nhỏ này, cũng khắc tượng mẹ Quan Âm vào thẳng trong cái thân cây sống. À, kỹ thuật rất là cao luôn bà con ơi. Bắt đầu hai anh em đi xuống. Phía đây là vườn này, là nguyên khu vực này là cam canh của phía Bắc á, anh mua vào. Nhiều cây lắm, có những cây bông khá là lạ nữa thì Thắng cũng không gặp. Khúc này á là hai anh em đi bằng xe máy, anh đưa đi tham quan vườn. Có những cái cây như là cây bánh kem, rồi cây thanh trà, cây cherry đủ loại hết. Cây bự mới vừa qua đó là cây me, còn trước mặt mình đó là cây nhãn á, nhãn long đó. Thắng vừa giơ tay chỉ đó, cây nhãn long mà con, dáng rất là đẹp luôn. Cây thanh trà lớn này là mua ở Vĩnh Long về nè, nhiều lắm, trong vườn đó là nhiều loại. Hai anh em đi qua cái mảnh vườn kế bên tham quan tiếp. Vườn rộng thì đi xe mới hết bà con. Ở đây thì tới anh nói 18 hecta là cái khu vực này thôi, còn những khu vực khác nữa, vườn kế bên đó. Bên trong này thì anh cũng trồng nhiều loại ha, có me, có sala, có mít, đầy đủ hết. Bắt đầu hai anh em đi sâu vào bên trong nè. Vườn đang bọc trái đây đó là na Đài Loan, mảng cầu Đài Loan đó cô chú. Có trồng dừa nữa, hai bên là mảng cầu Đài Loan hết, đang chuẩn bị cho thu hoạch. Thì anh cũng làm trái, Thắng thấy cũng khá là đạt. Lối đi vào bên trong nè. Vào trong thì anh có xoài, xoài đỏ của Úc nè, và đặc biệt là xoài xoài mặt trời á, của Nhật, xoài đỏ mặt trời của Nhật á bà con, có trong vườn này luôn ha. Thì nói chung là hầu như là các cây quý có đầy đủ hết á. Rất là may mắn luôn được gặp anh nhiệt tình, anh hướng dẫn đưa đi. Thì cái clip này hơi dài đó cô chú. Thắng cũng về hôm nay là ngày thứ ba rồi, cố gắng ngồi nhớ lại coi anh chỉ mình có những cây gì để chia sẻ bà con. Nhưng thật sự là không nhớ hết. Cái cây lớn anh vừa mới chỉ nó cũng rất là quý á, nghe nói như mua ở bên nước ngoài trở về. Còn khu vực này là anh đang mua mai con nè, với lại na sầu riêng để dâm vào và làm kiểng. Hồng sim khổng lồ, cái hồng sim mà của Thái Lan á cô chúng ta thấy đó. Ở đây thì nhớ hình như anh nói là trồng 250 cây đó, chạy vào bên trong luôn đó bà con ta thấy, hồng sim khổng lồ ha.
trồng thì cũng mấy năm rồi, có cây lớn, có cây nhỏ, có cây anh cũng mới trồng sau này do là mua chết á, có nhãn xuồng tím đó nè. Thì hiện tại vườn của anh á, nhiều nhà vườn trên cả nước cung cấp cây về, thì may mắn là cây giống Tâm Phúc thì đợt này cũng được cung cấp một chút xíu vào trong đây thôi. Nhiều cơ sở, Thắng nghe chia sẻ là rất là nhiều cơ sở uy tín giao cây vào trong đây cho anh. Thì bắt đầu anh đưa qua để xem hai cái cây. Anh tự tin rằng là hai cây này là hồng sim lớn nhất Việt Nam. Anh đang chuẩn bị làm bông, làm trái. Nhớ lại hình như 6 năm đó bà con, 6 hay 4 năm gì đó. Tại vì Thắng có cây 3 năm mấy chưa cho bông, còn cây này anh nhớ không làm thì hơn 4 năm. Và bắt đầu có anh kỹ thuật, ảnh đang gọi là kích thích cái cây cho nó ra bông. Nên bà con ta thấy có một số lá nó vàng vàng á, nó rụng lá, kích thích cho ra bông ạ. Rồi coi để tới gì nữa chia sẻ bà con. Tại vì đi anh chỉ nhiều lắm. À, qua bên đây đó là na đỏ của Út á cô chú, cũng đang làm trái luôn. Cây lớn rồi ha, anh trồng mấy năm rồi. Trồng cũng hình như đây nói trồng cũng mấy chục hay mấy trăm cây gì đó, không nhớ nữa. Nguyên một dọc dài hai bên luôn á cô chú, đang làm trái. Hệ thống là anh cho tưới tự động hết ha, cho vào trong từng gốc hết. Và đặc biệt nữa, không biết là trong clip này Thắng có quay được không, là xe lửa, tức là tàu hỏa, là đi ngang vườn của anh luôn. Hay á, nếu mà làm một cái nhà thị tạ hay là một cái khu vực mình vừa ngồi ngắm cảnh mà mình thấy được xe lửa chạy ngang nữa thì tuyệt vời. Anh cũng chia sẻ nhiều kỹ thuật với Thắng lắm, nhưng mà đi về mất tiêu hết rồi, nó rớt lại ở Bình Thuận rồi. Thắng quay đây là khu vực nhà kính đó cô chú. Nhà kính thì anh trồng vô lưới. Cây này đang vô lấy một số cây xanh trong nhà. Thì đầu anh đưa Thắng vào trong nhà kính ha, để tham quan mô hình trồng dưa lưới. Từ ở bên ngoài vào hai bên lối đi thì cũng nhiều cây quý ha cô chú. Có một xíu anh có chỉ nữa, hình như là vú sữa hoàng kim của anh cũng đang cho trái. Phía bên tay trái bà con ta, vú sữa hoàng kim này. À đây Thắng nhớ rồi. Đó, trồng vú sữa hoàng kim anh chỉ trái đây, đang cho trái, anh thì chưa có bọc, nó còn xanh. Ngồi hồi tưởng lại đang nói bà con nghe thôi chứ thật sự không nhớ, đi nhiều quá. Còn nhiều cái rất là hay nữa, nhưng mà khúc sau thì Thắng không có quay, tại vì điên hồi cũng mệt đuối. Bắt đầu ha, hai anh em đi vào bên trong nhà kính. Trong đây thì anh trồng dưa lưới có nhiều quốc gia, ví dụ như Đài Loan, Thái Lan, hay là những cái nước mà có cái giống dưa lưới mà ngon thì anh đều nhập về đây trồng. Giống nào đạt sau khi thí nghiệm thì cho ra thị trường. Xa xa mình thấy có cây lớn, cây đó thì chết rồi. Hiện tại thì anh đang cho trồng bông giấy cho đẹp thôi. Thường thì nhà kính như thế này cũng ít người vô hả cô chú, tại vì mình vô nhiều thì mình có thể đem cái vi khuẩn không tốt cho cái cây. Nói chung là cũng rất cảm ơn anh nhiệt tình đưa Thắng vào bên trong luôn. Đi vào tham quan, đây là nguyên một khu vực trồng tất cả dưa lưới hết đó. Đi vào bên trong nè bà con. Cái cây thì hôm nay nói hơi héo do là bị thiếu nước, do thời tiết Bình Thuận lúc này nó nắng rất là nhiều, đang cho trái luôn á cô chú. Ta thấy nè, một dọc dài ơi là dài ha, mình thấy xa đó. Thì Thắng không có đi sâu vào bên trong thì sợ do mình không biết có mang cái vi khuẩn cái mầm bệnh gì không, nên mình đứng quay ngắn đi ra thôi. Còn đây là hai anh em đã bước qua một khu vực là gọi là trồng thí nghiệm, một cái khu vực khác có trái cũng chín vàng rồi cô chú. Thì chia sẻ cô chú chúng ta biết là Thắng cũng có giao đến ở đây. Thật sự là lần đầu tiên Thắng thấy được một nông trại lớn như thế này. Còn nếu mà trong thời gian sắp tới may mắn hơn, Thắng được giao đến những nông trại lớn hơn nữa, sẽ quay chia sẻ cho cô chú chúng ta biết nhiều hơn. Thì bên con là bán cây, dịch vụ giao tới tận nơi.
Cảm ơn bà con cô chú chúng ta đã tin tưởng ủng hộ, cũng như là trong thời gian sắp tới cũng ủng hộ con ha. Con là Thắng ở cây giống Tâm Phúc, Chợ Lách, Bến Tre. Cảm ơn cô chú rất nhiều, mến chúc cô chú hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.